Xin chào cả gia đình, mình lại quay lại với kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Đầu tiên thì em chúc gia đình mình có một ngày mới thật là nhiều tốt lành và hạnh phúc. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho gia đình mình một dãy nhà với diện tích là 4x10 và đường sẽ là đường đến xe hơi 4 chỗ 7 chỗ vô được tới nhà mình luôn. Hiện tại là trong dãy nhà này là em có 2 căn. Một căn là 4x10m và trong đây thì em có 2 căn nhà, một căn nằm ở hướng nam và một căn nằm ở hướng bắc. Hiện tại là căn hướng nam là bị cúp điện rồi nên em sẽ quay cho gia đình mình thấy căn hướng bắc. Trước khi em vô giới thiệu căn hướng nhà hướng bắc thì gia đình mình sẽ theo chân em để xem đường xá ở nơi đây. Đường là sẽ là đường xe ô tô, có cống thoát nước luôn nên nhìn nó rất là sáng sủa. Ở ngoài đây thì cũng có cho mình là một cái khoảng không gian là nhỏ nhỏ, ở đây mình về mình cũng có thể trồng cây, cũng rất là mát mẻ. Thì gia đình mình sẽ thấy mật độ nhân cư ở đây cũng rất là đông đúc luôn, nhà thì cũng rất là nhiều. Bây giờ em sẽ quay cho gia đình mình xem dãy nhà đây. Trong dãy nhà này thì bên em có 2 căn, là một căn nằm ở hướng nam và một căn nằm ở hướng bắc. Căn hướng bắc đặc biệt sẽ là căn gốc. Và đường nó đi vô những dãy nhà này sẽ là đường xe hơi 4 chỗ 7 chỗ vô được tới nhà mình luôn. Bây giờ em sẽ mời gia đình mình theo chân em vô đến bên trong căn nhà. Và hiện tại thì em có mặt ở tại căn nhà hướng bắc. Căn nhà hướng bắc này thì cũng thiết kế cho mình cũng rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Với diện tích là 4m2 mà nhân cho 10. Trước khi vô nhà thì mình sẽ đi qua lớp cửa đầu tiên, vẫn là lớp cửa sắt. Có cho mình là những lớp kính cường lực rất là an toàn như căn nhà mình luôn. Có cho mình những hệ thống mái che rất là mát mẻ. Căn nhà mình nằm ở hướng bắc nhưng thiết kế cho mình những nội thất cơ bản nên nhìn nó cũng rất là đẹp cho căn nhà của mình. Gạch thì cũng dán xuống tường hết cho mình. Và căn nhà này cũng đi cho mình một cái màu sơn là màu trắng nên nhìn nó rất là sáng sủa cho căn nhà của mình. Nhà mình nó nằm ở hướng bắc nên nó có những hệ thống là cửa sổ mở ra đây, mình thấy được gió chiều, căn nhà của mình rất là mát mẻ luôn. Cầu thang thì bên em đặt ở giữa nhà, lắp cho mình hệ thống là lớp gỗ từ dưới lên trên, lắp cho mình những hệ thống là kính cường lực. Và những bậc đá hoa cương thì cũng làm cho căn nhà của mình có người lớn tuổi hoặc trẻ em lên lầu rất là nhanh gọn. Cầu thang thì đặt ở giữa nhà, cũng thiết kế cơ bản thôi, gia đình mình sẽ thấy. Gạch cũng dán tường hết luôn cho gia đình mình và cũng có cho mình những hệ thống là nhà vệ sinh, bên em thiết kế lên gạch hết đầy đủ luôn. Tiếp theo sẽ là khoảng không gian là phòng bếp. Bếp này thì bên em cũng thiết kế gồm kệ tủ bếp trên và kệ tủ bếp dưới, lắp cho mình là những bậc đá hoa cương và lắp cho mình là hình chữ L. Thiết kế cũng cực kỳ là hiện đại và sang trọng luôn. Gạch dán lên tường hết nên nhìn căn nhà của mình rất là sáng sủa và mát mẻ. Và căn nhà này sẽ có diện tích là 4m2 nhân cho 10, sẽ thiết kế cho mình là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Từ căn nhà mình mà muốn di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm chợ Trung Thành thì từ 1 cây tới 1 cây rưỡi thôi. Bây giờ em sẽ tiến lên khoảng không gian ở tầng 1 của căn nhà này để giới thiệu cho gia đình mình. Và hiện tại thì em đã tiến lên tầng 1 của gia đình mình. Trên tầng 1 này cũng sẽ thiết kế cho mình tới 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Thì đây sẽ là khoảng không gian phòng ngủ đầu tiên. Cũng thiết kế cho mình cơ bản là một chiếc giường ở đây, cũng làm cho căn nhà của mình ở thiết kế bỏ những nội thất vô rất là dễ dàng luôn. Hệ thống cửa sổ mở lấy gió chiều vì căn nhà mình là căn gốc nên hệ thống cửa sổ mở này sẽ làm cho căn nhà mình rất là mát mẻ luôn. Và giá của căn nhà này thì em sẽ báo vào cuối video nên gia đình mình bất ngờ về giá của căn nhà này. Với một cái diện tích là 4x10 và thiết kế cho mình rất là hiện đại luôn. Nhà vệ sinh ở trên tầng 1 này cũng thiết kế cũng rất là sang trọng, gạch dán lên hết trên tường. Rất là nhìn căn nhà này rất là thoáng và mát và sáng sủa luôn. Đây sẽ là khoảng không gian là ban công của gia đình mình. Thì gia đình mình sẽ thấy ban công này cũng rất là rộng luôn. Có cho mình một hệ thống là ở đây là ban công. Thì mình nhìn ra được, mình thấy ban công này có thể sử dụng làm nơi phơi đồ. Hoặc mình có những cây cảnh mình đem lên đây mình trồng cũng rất là thoải mái luôn. Và nhà mình sẽ là một căn nhà với diện tích là 4x10. Thiết kế cũng cực kỳ là hiện đại và sang trọng. Khoảng không gian này gia đình mình đông người thì mình sử dụng mình làm phòng ngủ cho con em nhỏ hoặc gia đình ít người. Thì nơi đây mình làm nơi thờ cúng ông bà tổ tiên cũng rất là thoải mái luôn. Và phía bên hông nhà mình thì cũng thiết kế cho mình ở đây một hệ thống. Mình về đây mình có thể trồng những hệ thống là cây kiểng cũng làm cho căn nhà mát mẻ luôn. Đất này thì mình sẽ thấy nhà mình là căn gốc, mình sẽ thấy những hệ thống cửa sổ mở làm cho căn nhà của mình cũng cực kỳ là mới mẻ và sang trọng. Thì bây giờ em sẽ báo lại cho gia đình mình mức giá. Đường sẽ là đường xe hơi 4 chỗ 7 chỗ ở cống thoát nước luôn. Giá thì gia đình mình sẽ thấy rất là bất ngờ luôn, 1.500.000.000 sổ hồng riêng. Và bên em trong dãy nhà này thì bên em sở hữu đến 2 căn, một căn hướng bắc và một căn hướng nam. Căn hướng
căn hướng nam này thì đang cúp điện á, nên gia đình mình sau này nó có điện á thì em sẽ quay cho gia đình mình xem sau. Thì video của em tới đây cũng đã dài rồi. Nếu gia đình mình mà có thích căn nhà này á, hoặc là muốn xem nhà á, thì có liên hệ đến số điện thoại bên dưới của em. Bây giờ thì clip em cũng đã dài rồi. Nếu gia đình mình có thấy video này hay á, cho em xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh. Và nếu gia đình mình có ký gửi nhà hoặc trong địa phận là Long An, Bình Chánh và Bình Tân á, thì có liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới của em. Chúc gia đình mình có một ngày mới thật là nhiều tốt lành và hạnh phúc.